Như vậy á, thì hôm trước thì chúng ta đã nhắc sơ qua cái khái niệm này. Cả một cái thế thì ở đây và một cái bình ắc quy 12V thì cho ra mô hình là bằng một cái nguồn áp, bằng cái nguồn áp và có một cái công tắc, cái công tắc để mà chúng ta bật tắt nguồn đó, chìa khóa đó, thì ta sẽ mô tả nó bằng một cái switch. Và một cái hệ thống ở trên xe thì mình sẽ mô tả nó bằng một cái điện trở ở 3 ohm chẳng hạn. Như vậy á, thì cái môn lý thuyết mạch này thì chúng ta sẽ phân tích và giải thích, xác định, so sánh các cái chỉ tiêu và các cái hiệu suất của hệ thống. Cần có một cái mô hình mạch điện nó tương đương với cái mô hình toán học mà mình đưa ra. Thì chúng ta thấy là cái mô hình toán học á, thì nó rất là cần thiết, bởi vì nó là một cái nền tảng quan trọng để cho mình có thể tính toán và thiết kế một cái hệ thống thực ở trong thực tế. Đấy, như vậy khi chúng ta nói đến mạch điện thì chúng ta sẽ hình dung đến là một cái mô hình. Mô hình toán học được dùng cho hệ thống điện thì ta gọi là mô hình mạch điện. Đấy. Và các cái thành phần lý tưởng cơ bản ở đây chúng ta xét một cách đơn giản là một cái thành phần cơ bản nhất, tức là xem như một cái nguyên tố đi ha, thì nó sẽ bao gồm hai cái cực để chúng ta kết nối với lại những cái thành phần cơ bản khác ở trong mạch. Và ta sẽ quan tâm đến hai cái tham số, đó là điện áp và dòng điện. Điện áp thì ta ký hiệu là V và dòng điện thì ta ký hiệu là I. Thì đây là cái nguyên tố của mạch điện rồi, cho nên mình không chia nhỏ nữa. Phân tích mạch là gì? Thì đó là cái việc dự đoán cái trạng thái của mô hình và các cái thành phần của mạch điện. Và cái biểu diễn thông dụng ở trong một cái mạch điện thì chúng ta sẽ nghĩ đến đó là cái mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện. Đó. Còn nếu chúng ta vẽ ra thì chúng ta sẽ nói đó là cái đặc tuyến vôn ampe. Đấy, chẳng hạn như thế, cái vôn là điện áp và ampe là cái đơn vị của dòng điện. Để mà hiểu cái dòng điện và điện áp thì để mà hình dung thì người ta nghĩ đến cái hệ thống cái dòng nước. Đấy. Thì một bên là dòng nước, một bên là dòng điện. Dòng nước chảy từ nơi có mức, nói chung là nơi chảy từ cái nơi mà có cái độ cao lớn đến nơi có cái độ cao nhỏ hơn, thì cái dòng điện nó cũng sẽ chảy từ nơi có
điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Và cái dòng điện thì nó sẽ chạy qua cái hệ thống, chạy qua một cái mạch, thì do cái sự chênh lệch về điện áp. Còn cái dòng nước thì nó sẽ chảy được là nhờ vào cái sự chênh lệch về áp suất. Đó. Hoặc là nó có một cái lực hút. À, ví dụ như là từ cao xuống thấp thì cái lực hút là lực hút trái đất. Còn nếu như mình muốn bơm từ dưới lên trên thì mình sẽ dùng một cái hệ thống máy bơm chẳng hạn như thế, thì mình sẽ bơm lên thì nó sẽ tạo ra một cái áp suất. Ở trong điện học thì chúng ta sẽ quan tâm đến điện tích, và để mà đo được cái luồng điện thì chúng ta sẽ đo thông qua cái dòng điện. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của hạt mang điện, và ở bên trong một cái vật chất thì cái hạt mang điện phổ biến đó là electron, tức là các cái điện tử. Các cái electron thì mang điện tích âm, mang điện tích âm, và khi nó dịch chuyển như vậy đấy, thì nó sinh ra dòng điện theo chiều ngược lại. Thì cái này là do cái quy ước từ xưa thôi, người ta có quy ước là cái dòng điện là cái dòng chảy từ cái nơi có điện thế cao đến cái điện thế thấp. Đấy. Chảy từ nơi có điện thế cao đến điện thế thấp. Tuy nhiên đó là khi người ta khám phá ra cái nguyên lý cơ bản của cái mạch điện thì người ta sẽ thấy là nó sinh ra bởi cái dòng dịch chuyển của electron là chủ yếu. Ví dụ mình có một cái viên pin thì các bạn có thể xem như là dương nguồn là một kho của các lỗ trống, tức là các cái hạt mang điện tích dương, và âm nguồn là kho của các cái electron, tức là các điện tích âm. Đấy. Bây giờ mình nối giữa cái viên pin này, âm nguồn và dương nguồn của nó một cái bóng đèn, thì lúc này mình có một cái điện trường nó sẽ hút các electron từ âm nguồn và di chuyển về dương nguồn. Đó. Thì cái dòng dịch chuyển của cái hạt electron là cái hạt mang điện tích âm, nó sẽ sinh ra cái dòng điện theo hướng ngược lại. Đấy. Thì do cái quy ước này, quy ước dòng điện chảy từ nơi có điện thế cao xuống nơi điện thế thấp, mà nó đã có trước rồi, cho nên người ta cũng không có đổi cái này lại làm gì nữa. Đấy. Cho nên nhưng mà chúng ta nhớ là cái chiều dịch chuyển của electron thì ngược chiều so với chiều của dòng điện. Đó. Và cái dòng điện nó thể hiện cái tốc độ của cái luồng điện tích này, cái luồng dịch chuyển của điện tích này. Như vậy mình sẽ tính là I là bằng cái sự thay đổi điện tích theo thời gian. Cho nên là mình viết là I là bằng dQ trên dt, với I là dòng điện, Q là diện điện tích và t là thời gian. Thì dòng điện thì mình tính là bằng là ampere. Điện tích thì mình tính là bằng coulomb, còn thời gian thì mình tính là bằng giây. Như vậy là 1 ampere thì bằng 1 coulomb trên cho 1 giây. Đối với cái điện áp thì như vậy ở đây chúng ta xét là năng lượng trên một đơn vị điện tích là được tạo ra bởi cái độ chênh lệch giữa các cái mức. Đấy. Và cái điện áp đo được giữa hai điểm thì ta gọi là hiệu điện thế. Thì một điểm có điện thế cao và một điểm có điện thế thấp. Đấy, hiệu giữa hai cái điểm này thì ta gọi là điện thế hoặc là điện áp. Thì điện áp thì sẽ được định nghĩa là bằng dV trên dQ, với V là năng lượng, còn Q là điện tích. Như vậy điện áp là năng lượng ở trên một cái đơn vị điện tích. Đấy. Năng lượng trên một cái đơn vị điện tích V là bằng dV trên dt. Ví dụ ở đây chúng ta có cái điểm A và điểm B. Đấy, điểm A và điểm B. Thì ta muốn ký hiệu là VAB. Thì như vậy ta sẽ có là VAB là nó sẽ bằng VA trừ cho VB. Đó, VA trừ VB. Thì ở trong cái mạch của mình á, thì trong đó là VA là điện thế và VB là điện thế. VA là điện thế của điểm A, VB là điện thế của điểm B. Đó. Thì ở trong
một cái mạch điện như thế thì đôi khi chúng ta sẽ có một cái khái niệm nữa là mass, tức là cái phần đa số ở trong mạch. Mình nhìn vào trong mạch như thế thì mình quan tâm đến những cái phần mạch đồng mà nó nhiều nhất thì thông thường người ta sẽ chọn đấy là mass, và người ta sẽ so sánh thông qua mass, ví dụ như thế. Ví dụ mình gọi mass là cái điểm không chẳng hạn như thế, điểm không nào đó ở trong mạch. Thế thì ta sẽ có là gì? À, cái VA và thông thường, cái này tôi nói thông thường thôi vì sẽ có những cái mass dương, cũng có thể có những cái mass âm. Và thông thường thì là cái mass không. Cho nên là VA thì nó sẽ tương ứng với là gì? VAO đúng không? Và như vậy là VB thì nó cũng sẽ tương đương với lại là VBO. Đấy, với O là cái điểm mass nha. Đó. Như vậy ở đây chúng ta cũng có thể viết là bằng VAO trừ cho VBO. Đó. Và các bạn nhớ lại công thức cho tôi là điện áp thì bằng là sự biến đổi của năng lượng trên một cái đơn vị điện tích. Đó, dV trên dQ. Đấy, dV trên dQ. Như vậy volt thì sẽ bằng là joule trên coulomb. À, bây giờ chúng ta có hai cái cực điện, ta có một cái kết cuối, một cái nguyên tố như thế này, có hai cái terminal 1 và 2. Và dòng điện qua hai cái cực này thì được biểu diễn ở cái công thức như thế này. Bây giờ mình đi tìm cái giá trị tổng điện tích, tức là tìm tìm Q. Thì các bạn có cái gì? Các bạn có Y là bằng dQ trên dt, đúng không? dQ trên dt. Như vậy bây giờ mình muốn tìm Q thì mình sẽ có là gì? dQ là bằng Y dt, và sau đó các bạn tích phân hai vế thì các bạn sẽ tìm được Q. Đấy, tích phân hai vế thì các bạn sẽ tìm được Q. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có là QT thì sẽ bằng là tích phân từ 0 đến t Ix dx. Và nếu mình tính cái tổng điện tích á, thì mình sẽ cho cái t này á, là bằng vô cùng. Đó, và mình thay vào thì mình sẽ có là QT là bằng 0, tích phân từ 0 đến vô cùng của Ix dx, và mình thế cái x vào đây. À, x vào đây. Thì nếu như t mà nhỏ hơn 0 thì nó bằng 0. Cho nên là ở đây mình xét từ 0 trở đi thì mình bê cái hàm này 20A trừ 5000T bê vào đây. Đấy, mình tính ra thì tích phân của E mình tính ra thì nó sẽ ra như thế này. Như vậy nó sẽ là bằng 20 chia cho 5 trừ 5000, E của trừ vô cùng trừ cho E 0, mà E của trừ vô cùng là bằng 0, còn E mũ 0 thì bằng 1, cho nên nó sẽ bằng là 20 chia cho 5000 là bằng là 0,004 coulomb, hay là bằng 4000 micro coulomb. Đó. Như vậy là với hai cái công thức thứ nhất là Y bằng dQ trên dt, công thức thứ hai là V là bằng dV trên dt, thì mình có giải được một cái bài tập nhỏ nhỏ như vậy. Bây giờ chúng ta có một cái bài tập tiếp theo là tính cái giá trị cực đại của dòng điện với A là bằng là 0,03679 một trên giây, hay là giây trừ một. À, bây giờ mình có cái biểu thức công Q là bằng một trên A bình trừ cho T trên A cộng một trên A bình tất cả nhân cho E mũ trừ A. À, bây giờ là mình tìm cái giá trị cực đại của cái dòng điện. Thế thì ta có là Y
Ta có y là bằng dq trên dt. Như vậy là bằng d trên dt, mình ráp cái công thức của q vào. Thì q là nó bằng là a bình phương trừ cho t trên a cộng 1 trên a bình phương a mũ trừ a, tức là alpha ở bên này đó. Tôi sửa bên này cho nó chuẩn. Như vậy chỗ này là alpha. Đấy. Đây là a mất a. Như vậy là mình có là q là bằng một trên alpha bình phương. Quy là bằng đây nhé, một trên phương trừ cho, nó bị lỗi gì đây, trên một hai bình phương nhân cho e mũ trừ t. Để đó đây. Rồi qua đây. Thế thì như vậy ta mới thế cái quy vào đây. Quy vào đây. Thì ta có được là gì? D trên dt là mình nhân ra. Đó, nhân ra d trên dt và nhân cho d trên d, d trên d của 1 trên alpha trên dt trừ cho d của 1 trên t alpha nhân e mũ trừ alpha trên dt trừ cho d của 1 trên alpha bình phương a của trừ alpha. Đó, và như vậy thì mình sẽ có là gì? Alpha là bằng chừng đó, ha. Đó. Thì ta đạo hàm của cái một trên alpha này, đó. Ta đạo hàm ở đây dt thì đạo hàm một trên alpha thì bằng không, còn cái đạo hàm của cái này thì nó ra đây, còn đạo hàm của cái này thì nó ra đây. Và ta ra được cái biểu thức như thế này. Thì như vậy ta sẽ cộng lại thì ta sẽ được là y là bằng t nhân e của trừ alpha t. Thì các bạn chú ý là đây đạo hàm theo t, cho nên là đây là một cái hằng số. Thì theo t thì nó bằng 0. Còn cái này nó sẽ có dạng là t trên alpha trừ e trừ alpha t. Mình đạo hàm đạo hàm của u nhân v đó. Mình cứ thế mình tính ra. Thì nó sẽ ra là t e của trừ alpha t và mình ráp số vào thì mình sẽ ra được cái phương trình mà mình quan tâm. Để tìm cái giá trị cực đại thì cái công việc của chúng ta là đạo hàm và ta cho bằng 0. Các bạn nhớ là ở trong mình đọc giải tích đó, ví dụ đơn giản là mình muốn tìm mình có một cái hàm số gì đó, hàm bậc 2, bậc 3 gì đó, thì cái công việc của chúng ta sẽ là gì? Đạo hàm cái hàm số đó và ta cho nó bằng 0. Thì như vậy ta sẽ tìm được các cái giá trị cực đại hoặc là cực tiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ đạo hàm và ta cho bằng 0. Khi đạo hàm và cho bằng 0
thì ta sẽ tính được là gì, 1 trừ alpha t bằng 0, hoặc là e mũ trừ alpha t bằng 0. Nhưng cái e mũ trừ alpha t này á, là nó lớn hơn 0, cho nên là mình ra được là nó khác 0 hả? Cho nên là mình sẽ có được 1 trừ alpha t là bằng 0. À, khi chúng ta có 1 trừ alpha t bằng 0 thì như vậy ta suy ra là t là bằng 1 trên alpha. Và như vậy mình ráp vào nữa là mình sẽ có y là bằng 1 trên alpha nhân cho e mũ trừ 1. Và ta thế alpha vào thì ta sẽ ra được cái dòng điện cụ thể. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái nội dung tiếp theo là đi tính cái công suất. Công suất. Thế thì ta có là công suất là cái tốc độ tiêu hao hay là cái tốc độ hấp thu năng lượng, thì tùy theo cái công thức của mình, cái công suất của mình là hấp thu hay là công suất phát xạ, tiêu tốn hay hấp thu năng lượng theo thời gian. Như vậy P nó sẽ bằng là dV kép trên dt, P là bằng dV kép trên dt, là cái sự biến thiên năng lượng theo thời gian. P là công suất, đơn vị của nó là watt, V kép là năng lượng, đơn vị là joule, và t là thời gian, đơn vị là giây. Các bạn có thể áp dụng cái quy tắc dây chuyền, ta có dV kép trên dt thì mình phân tích nó ra là bằng dV kép trên dQ nhân cho dQ trên dt, như vậy nó sẽ bằng V nhân Y. Thì từ đó mình sẽ có công suất là bằng điện áp nhân cho dòng điện. Một công suất thì nó có thể là hấp thu hoặc là nó có thể là phân phát hay phân phối, tức là nó phát ra hoặc nó hấp thu năng lượng. Đấy, thì tùy theo cái giá trị mà mình tính được. Tín hiệu ra của một hệ thống điện thì thông thường nó lại là một cái tín hiệu phi điện, ví dụ như là cái hệ thống xử lý ảnh hay là một cái máy điện thoại, hay là đơn giản nhất đó là một cái bóng đèn chẳng hạn. Như thế thì bóng đèn á, là mình từ cái nhiệt năng, điện năng mình chuyển thành là nhiệt năng, và từ nhiệt năng mình chuyển thành quang năng. Nếu có bóng đèn thì chúng ta quan tâm đến cái tín hiệu là tín hiệu ánh sáng chẳng hạn như thế. Hay là mình có một cái bếp điện chẳng hạn, thì như vậy ta từ cái tín hiệu điện, ta chuyển nó thành cái tín hiệu nhiệt. Như vậy tín hiệu nhiệt thì nó cũng không phải là cái tín hiệu điện nữa, nó là một tín hiệu phi điện. Tín hiệu ra của một hệ thống điện thì thường được biểu diễn ở dạng công suất và năng lượng. Đó. Thì cái này cũng tùy thôi, nhưng mà nếu như chúng ta quan tâm đến các cái hệ thống điện thông thường thì ta sẽ quan tâm đến công suất hoặc là cái năng lượng của nó. Ví dụ như là cái bóng đèn thì nó tiêu hao hết bao nhiêu công suất, cái bàn ủi chẳng hạn như thế thì nó sẽ phát ra được bao nhiêu cái năng lượng chẳng hạn như thế ha. Thì chúng ta quan tâm như vậy, hoặc là nó tiêu tốn hết bao nhiêu công suất. Đấy. Khi sử dụng thì chúng ta cũng không còn quan tâm đến là điện áp hay dòng điện nữa. Đấy, thường là như vậy. Ví dụ như là chúng ta có một cái bộ sạc di động chẳng hạn, thì như các bạn thấy thì thông thường hiện nay thì khi nói đến cái bộ sạc di động chẳng hạn, những cái bộ sạc nhanh thì nó là từ 12W, 18W đến 36W, thì bây giờ nó có thể lên đến là 90W hay là 180W chẳng hạn như thế. Như vậy chúng ta quan tâm đến cái năng suất, cái công suất của nó. Một cái thiết bị thực tế thì thường hoạt động với cái công suất hữu hạn. Cho nên ở đây á, là mình chỉ tính dòng và áp không thôi á, thì nó sẽ không mô tả được cái thiết bị đó. Đó. Cho nên mình phải quan tâm đến cái công suất là vì như vậy. Ta có Y là bằng dQ trên dt, V là bằng dV kép trên dt, thì V nhân cho Y thì bằng với P, tức là bằng dV kép trên dt. Về quy ước dấu tự động thì cái này nó cũng khá là quan trọng. Đó. Quy ước dấu thuộc độ tự động này thì mình thiết lập cái chuẩn cho điện áp, chiều của dòng điện và dấu của dòng và áp. Cực tính của điện áp được biểu diễn bởi cái dấu cộng và dấu trừ. Còn cái dòng điện thì mình sẽ biểu diễn cái chiều mũi tên. Đấy, chiều mũi tên.
Thì như cái hình vẽ ở đây chúng ta thấy là cái điện áp á, thì nó giảm từ cái ngõ 1 cho đến cái ngõ 2, nó giảm theo cái chiều giảm của nó. À, còn cái chiều dòng điện ở đây là mình thể hiện ở đây là mình cho cái chiều dòng điện đó đi vào cái ngõ vào 1 và nó sẽ đi ra cái ngõ ngõ 2 này, à, cái cổng 2 này. Về quy ước dấu tự động, à, nếu như cái dòng chạy theo cái chiều giảm áp, à, như vậy mình thấy là cái dòng Y này thì nó chạy theo cái chiều là gì? Giảm của điện áp, tức là chạy từ nơi có điện thế cao xuống nơi có điện thế thấp. Thì mình dùng cái dấu cộng. Đó. Như vậy là V và Y thì đều dấu cộng, còn ngược lại thì mình sẽ dùng cái dấu trừ. Đây các bạn nhìn ở đây, chúng ta có V và Y. Đó. Cái dòng điện nó đi theo cái chiều của giảm áp. Cho nên mình sẽ có là P là bằng V nhân Y. Đó, bằng V nhân Y. Đó. Còn trong cái trường hợp này á, là V nó dương ở dưới và âm ở trên. Còn cái dòng điện của mình á, thì nó cũng cùng cái chiều với giảm áp. Cùng chiều giảm áp, tức là nó đi ra khỏi nơi có điện thế thế thấp. Hoặc là nó đi vào nơi có điện thế cao. Thì như vậy cái biểu thức P của mình nó sẽ bằng là V nhân Y. Còn nếu như dòng điện mà nó đi ra khỏi nơi có điện thế cao thì mình sẽ có P là bằng trừ V nhân Y, hay cái dòng điện nó đi vào cái cực có điện thế thấp thì mình cũng có P là bằng V nhân Y. Thì tùy theo cái giá trị cụ thể, à, cái chiều thì các bạn có thể quy ước, nhưng mà khi các bạn tính ra thì nó sẽ ra một cái giá trị cụ thể là dương hay âm. Nếu như công suất mà dương thì mình có cái đầu cuối là hấp thụ công suất, còn nếu như công suất là âm thì mình sẽ có cái đầu cuối là phát ra công suất hay là đầu cuối phân phối công suất. Đấy. Ví dụ mình có một cái bình ắc quy, một cái khóa và một cái điện trở. Đấy, giống như là cái mạch mà ắc quy trên ô tô. Thì bây giờ mình sẽ đi tính cái công suất trên cái điện trở và mình xem thử là cái điện trở là hấp thụ hay là phân phối. À. Thế thì bây giờ mình quy ước là cái trên cái điện trở này cái V của nó là dương ở đây và âm ở đây. À. Đấy, và cái dòng điện là nó đi vào như thế này. Thì bây giờ là cái công việc của chúng ta là sẽ đi tính cái gì? Tính cái dòng điện. À, tính cái dòng điện. Sau đó là chúng ta đi tính cái điện áp. Và có dòng điện, có điện áp rồi. Thì chúng ta sẽ đi tính công suất. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ta sẽ có được là Y là bằng gì? Theo định luật ôm thì ta sẽ có Y là bằng 12 chia cho 3 đúng không? À, như vậy là bằng 4, 4A. Đó, theo định luật ôm thì chúng ta có như vậy. Thì các bạn khi làm bài tập các bạn phải viết cụ thể ra ha. Có dẫn ra đàng hoàng, ví dụ như là ở đây thì mình sẽ viết là theo định luật ôm thì ta có như thế. À, bây giờ mình chưa học và định luật ôm. Mình chưa ôn là định luật ôm chứ không phải là mình chưa học định luật ôm, nhưng mà khi nào các bạn viết thì các bạn viết là như vậy. Và cái điện áp ở trên cái điện trở cũng chính là bằng 12V này. Đấy, khi mà mình đóng cái khóa. Như vậy ta sẽ tính được cái P của cái điện trở 3W này thì nó sẽ bằng là đi đi điện trở 3 ôm này thì nó sẽ bằng là V nhân Y, tức là bằng là 12 và nhân cho Y, tức là nhân cho 4. Như vậy nó sẽ là bằng mấy? 48W. À, 48W. Và cái dấu của nó là cái dấu dương, bởi vì là cái dòng thì nó đi theo cái chiều giảm của điện áp. Cho nên cái dấu của nó là cái dấu dương. Và như vậy cái điện trở này là điện trở gì các bạn? Dương thì là hấp thụ. À, hương thì như vậy đây là một cái điện trở hấp thụ công suất. Thì bởi vì cái điện trở là một cái thành phần thụ động cho nên là
Khi mà nó tồn tại ở trong một cái mạch điện của mình thì điện trở thì nó sẽ tiêu hao công suất, nên thông thường là mình có thể tính nhanh là mình sẽ ở đây, nếu giả sử như mình có y rồi chẳng hạn, giả sử chúng ta có cái y rồi thì chúng ta có thể là tính nhanh là bằng p là bằng là y bình phương r cũng được ha. Nhưng chúng ta nhớ cái công suất ngày xưa chúng ta học và nó là một cái giá trị dương, bởi vì nó là cái thành phần hấp thụ công suất. Đối với ô tô á, thì thỉnh thoảng là cái bình trên nó là nó bị hết bình, và khi mà hết bình như vậy á, là một á, là mình phải thay cái bình mới chẳng hạn như thế. Nhưng mà khi mà mình muốn đi tạm mà muốn đè lên được thì có một cái cách là mình sẽ câu bình, tức là trong hai cái xe này có một cái xe là cái bình nó bị hết chẳng hạn như thế, thì mình sẽ nhờ một cái xe bình còn tốt đấy, và câu giữa hai cái bình này, dương sang dương và âm sang âm. Ta theo cái quy ước mạch hợp lệ ha, như vậy hai cái nguồn này á, là nó phải tương ứng với nhau đấy. Thì ở đây á, mình nhìn thấy là cái y là bằng 30 ampe, như vậy cái dòng á, là nó chạy từ cái xe bên này mà nó đi qua cái xe bên này. Đấy, thì bây giờ mình có thể làm mô hình cái hệ thống này bằng một cái mạch điện cũng được ha. Xong rồi mình tính cái công suất tại xe A, xe B. Đấy. Đấy. Thì các bạn cũng có thể vẽ ra như vậy, đây là nó bằng một cái gì? Một cái nguồn 12V. Đúng không? Đó, cái nguồn 12V. Và mình mô hình là cái các cái thành phần mạch điện ở trong xe là một cái điện trở. Đấy, như vậy đây là 12V điện trở. Thì cái dòng điện mà chạy qua cái điện trở này á, bây giờ là 30A. Đó, 30A. Thì từ đây á, là mình tính cái điện trở này. À, như vậy ta sẽ có là R là bằng gì? 12 mà chia cho 30. Như vậy nó sẽ bằng là 0,4 ohm. Đó, 0,4 ohm. Đó. Mình có thể mô phỏng nó như vậy. Thì sau đó là mình đi tính cái công suất của nó. Công suất của cái bình ắc quy thì ta có cái công suất thì nó bằng cái gì các bạn? Công suất là bằng gì? Bằng áp nhân cho dòng. Như vậy nó sẽ là 12. À. À, nhân cho dòng là 30. Còn cái dấu như thế nào nhỉ? À, cái dấu á, là cái dòng này đi ra khỏi nơi có điện thế cao, cho nên cái dấu của nó sẽ là gì? Dấu trừ. À, mình nhớ lại này. Đó. Cái dòng á, nó đi ra khỏi nơi có điện thế cao, cho nên cái dấu của nó là cái dấu trừ. Đấy. Cái dòng đi ra khỏi nơi có điện thế cao, cho nên cái dấu của nó là dấu trừ. Đấy. Dòng á, phải đi cùng chiều với cái sự giảm giảm áp, thì cái dấu của nó là cái dấu dương. À. Còn ở trong trường hợp này á, cái dòng nó đi ra khỏi nơi có điện thế cao của cái, mình xét cái terminal là cái bình ắc quy này là cái nguồn nguồn áp này. Đấy, thì mình thấy là như vậy nó là trừ 12 nhân 30. Như vậy á, là nó bằng là bao nhiêu? Nó bằng là trừ 36. À. Đó. 360 trừ 360W. Đó. Và như vậy nó là hấp thụ hay là phân phối? À, như vậy cái nguồn áp này nó có cái công suất âm, cho nên nó là phân phối công suất. À, tất nhiên rồi, bình ắc quy thì nó sẽ cung cấp điện, nó cung cấp công suất cho các cái thành phần khác ở trong mạch. Đó. À, bây giờ mình nhìn cái dòng, bây giờ hai cái ắc quy á, thì một trong hai cái là nó có một cái là bị tụt bình chẳng hạn như thế, nó tụt nó hết hết điện. Thì ta thấy cái dòng nó đi từ cái xe A
ở đây xe B, thì cái dòng đi từ xe B qua xe A, chứng tỏ là cái xe của xe A này nó bị hỏng cái bình ắc quy, hỏng cái bình ắc quy. Thì cái cách là như thế, mình câu bình dương với dương, âm với âm, và đề cái xe B lên. Trong lúc đó là xe A cũng bắt đầu đề lên, thì nhờ cái năng lượng từ cái bình ắc quy của cái xe B, nó sẽ làm cho cái động cơ của cái xe A này nổ. Thì sau khi cái xe A, cái động cơ của xe A này nổ á, thì nó sẽ đi qua một cái thành phần, khi mà động cơ nó quay á, thì nó sẽ quay thêm cái phần phát điện ở bên trong này, và như vậy á, là từ cái mô bin thì nó sẽ nắng điện và nó sạc lại cái bình ắc quy này chẳng hạn như thế. Thì nếu như cái bình ắc quy của mình nó chỉ tụt điện không thôi á, thì cái năng lượng mà nó sạc lại này nó sẽ làm cho cái bình ắc quy đầy. Tất nhiên mình đổ một lúc là mình phải nhớ ngắt cái dây này ra nha, trả lại về ban đầu hết. Và xe này chạy đi một khoảng thì nó sẽ nạp được cho cái bình ắc quy của cái xe bị tụt điện này. Nhưng mà nếu như cái bình ắc quy này mà nó hỏng rồi thì cái việc nạp này thì nó cũng sẽ vô ích thôi. Như vậy xe này chạy tới cái cửa hàng để mà thay cái bình ắc quy. Rồi. Bây giờ chúng ta xét cái bài tập 16. Thì mình có một cái dòng điện chạy qua hai cái cực 1 và 2 như thế này. Như vậy là cái dòng là đi vào và cái điện áp 1 lớn hơn cái điện áp 2. Ở đây chúng ta có cái phương trình như thế này. Y bằng 20 E trừ 5.000 T, và V là bằng 10 E trừ 5.000 T khi T lớn hơn 0. Còn nếu như mà T nhỏ hơn 0 thì cả hai nó bằng 0. Bây giờ cái công việc của mình là tìm tổng năng lượng đi qua hai cực này. Đấy, tìm tổng năng lượng. Thế thì mình muốn tìm cái năng lượng á, thì mình có thể dùng công suất để mà tính. Như vậy mình lập ra cái biểu thức tính công suất, thì từ cái biểu thức tính công suất đó mình mới đi, mình nhớ là P là bằng dV kép trên dt. Như vậy á, là mình sẽ tích phân hai vế để mà mình tính được cái năng lượng. Còn nếu tổng năng lượng thì mình sẽ chạy từ không mà cho đến vô cùng thì ta sẽ tính được tổng năng lượng. Đấy, như vậy mình có là P là bằng VI. P là bằng VI. Cho nên á, là mình sẽ thay vào thì mình sẽ được cái phương trình của V. Như vậy mình sẽ với cái T lớn hơn bằng 0. Đấy, T lớn hơn bằng 0. Mình thay vào, mình nhân vào thôi. Thì nó sẽ ra là 2 nhân 10 mũ 5 E trừ 10.000 T. Mà P thì bằng dV kép trên dt. Cho nên á, là V kép thì bằng tích phân từ 0 mà cho đến T. Đến tổng năng lượng thì ta cho T bằng vô cùng. Như vậy là V kép là bằng 0 cho đến vô cùng. Tổng năng lượng thì sẽ bằng 0 cho đến tích phân từ 0 đến vô cùng của P. Đấy, mình ráp vào thì mình sẽ ra được là 20 joule. Đấy, tính được 20 joule. Đấy. Như vậy ở trong cái chương này thì chúng ta học các cái công thức quan trọng là điện áp, dòng điện, công suất và quan hệ giữa công suất và năng lượng. Đấy. Để ta có là V là bằng dV kép trên dQ, I là bằng dQ trên dt, P là bằng VI và P là bằng dV kép trên dt. Ngoài ra thì chúng ta có cái quy ước cái dấu thụ động nữa, thì đó là cái nội dung của cái chương này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập. Ta sẽ làm một cái bài tập và các bạn sẽ gửi lên đây ha. Bạn chờ một tôi một chút để tôi lấy cái bài tập ra.
để tôi viết cái bài tập ha. Bạn chờ tôi tí, tôi soạn cái bài tập tôi gửi lên. Rồi.
Rồi, bài tập rồi. Các bạn làm trên giấy ha. Các bạn ghi tên của mình vào nhé. Làm trên giấy, ghi tên trên giấy luôn. Rồi các bạn chụp hình. Làm xong các bạn chụp hình, các bạn gửi lên. Thì các bạn chú ý là các bạn gửi ở cái chỗ là chỗ bài tập á, chỗ assignment nhé. Chứ đừng có gửi vào cái chỗ general nha. Đừng có gửi vào cái kênh này nhé. Không gửi bài tập. Đó. Gửi bài tập là các bạn nhấp vào nhiệm vụ, rồi các bạn làm xong rồi, các bạn xem bạn làm xong rồi, chụp hình xong các bạn gửi lên.
À, các bạn chú ý là vì có một số bạn là mấy cái giờ sau là đi học đó, cho nên là tuần sau thì mình sẽ học sớm hơn một chút nha. Tuần sau mình sẽ bắt đầu học vào lúc 3 giờ đúng. Tức là 1 giờ chúng ta học. Tuần sau thì mình vẫn học bình thường nhé. Vì sợ là chúng ta phải bù đó. Cho nên là kế hoạch thì chúng ta cũng học bình thường mặc dù là lễ. Có gì tôi sẽ thông báo sau. Nhưng mà tinh thần là tuần sau chúng ta học bình thường. 1 giờ 3 1 giờ nhé.
trong cái phần bài tập câu A cho thời điểm T bằng 625 là MS đúng thôi. Mười. À. Ủa, làm chưa xong rồi.
Em vừa nộp bài xem được chưa thầy? Thầy ơi. Mới có mấy bạn đọc đâu. Mới có bạn đức bạn thiện Tuấn Đào Danh Tuấn có ba bạn nộp. Ê, thêm thời gian nhé. Hết thời gian nộp rồi thầy, nên mở không thấy thầy. Rồi làm em làm chậm quá. Chứ mà em tưởng vô, em không biết. Dạ em gửi vô mail thầy được không thầy? Xong Dạ, em nhắn thầy được không thầy? rồi đọc lại đi.
Nhiều bạn không làm ha. Sao giờ chưa nộp? Thầy thầy thêm thời gian tí thôi.
ấy, giống như xong làm sai mà mình sửa lại, mình gửi lại được không thầy? Được. Dạ. Tôi mở thêm cái thời gian gửi lại đó. 5 phút nữa thôi nha. Lâu quá.
Thầy ơi, mở lại tí cho em nộp bài, em chưa nộp được thầy ạ. Vừa tải lên. Ôi, trễ vậy. Tải lên rồi mà nó thấy nộp nộp một cái. Rồi, chúng ta tiếp tục. Vậy là 3:30 là một số bạn chiều nay học bài phương pháp tính gì đó hả? Thầy, thầy, làm ráng này nộp bài được thầy. Ủa? Chứ người đọc bài nãy giờ rồi còn hỏi làm sao? Ô, em chưa bấm mai mới chưa được thầy ạ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ các bạn vào đây, các bạn xem cái clip này tôi đã soạn sẵn đây rồi. Đó các bạn xem bây giờ là có đúng là 2:30 là các bạn có lớp có tiết học không? Thì đúng thầy, học môn phương pháp tính thầy. À dạ đúng thầy. Như vậy các bạn xem tới phút 15 rồi các bạn làm bài tập nhé. Ba giờ 15 các bạn xem tới 3:15 và các bạn làm bài tập. Thôi cho em nộp cái bài chị thôi.
Không, không đọc nữa.
Cái bài tập này các bạn làm 15 phút thôi nha, làm đúng giờ nộp nha. Rồi 15:30 thì chúng ta nghỉ.
nghỉ cho thôi. À, tôi nói là 3 rưỡi nghỉ mà, làm xong được bài nghỉ thôi.